Hello anh em và chào mừng người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Anh ấy thì bây giờ cũng đang là cuối mùa lắm rồi. Đang cuối mùa lắm rồi và chắc mình sẽ leo rank chill chill với các bạn Dan Snow thôi anh em. Chill với Dan Snow thôi. Đúng không? Một như một hai ngày nữa là reset rank rồi à. Em chịu chịu tướng mang thêm trang bị tối đa thì tăng cao đánh thú chăng? Giáp Gaia luôn nhé. Dễ là đánh thú. Hai con khoa học, một con thánh đồ. Một hai ba bốn năm và chơi này cũng được anh em ơi, thánh đồ. Không phải nhiều lắm đâu. Cái thánh đồ đầu game khỏe phết nhỉ? Đã ổn áp phết đấy. Noman à? Man thánh đồ con nào ngon hơn nhỉ? Thánh đồ đã vẫn ngon hơn cả Wayne Windu 2, ok. Chưa ai có floor hay gì. Khá khỏe anh em ơi. Tại vì đấu game thì mỗi sát thương vật lý và sát thương phép thôi à. Không có floor thì không có sát thương chuẩn. Thế nên có cái Gaia này cũng mấy nghìn máu, mấy nghìn giáp phép là cũng ghê gớm lắm rồi. Xịn. À? Con rat này đi. Đã không biết thêm con gì. Có thể luôn thêm một phát được nhưng mà thôi cũng hơi tốn tiền. Không cần thiết đâu. Sợ nhiều floor. Floor kia cầm hai kết à. Không cần rat được. Chẳng thế. Floor này chắc là xin được con rat của mình. Hay là mình đấm trước nhỉ? Mình được đấm trước rồi. Giá anh ít choáng cho nó phát này. Kéo ra choáng được con này phát nữa là ngon. Ok, hai phát choáng. Được đấy. Ôi dồi ôi, gì vậy trời. Bắt mình đánh thú rồi em ơi. Trong kiểu này nó phải bắt mình đánh thú rồi. Hai bán thần luôn. Đánh đồ lắm. Từ này mình trên đi, từ này ulti sớm. Rat. Thêm con nữa, thêm con rat cũng được không sao. Thậm chí hai con này lấy con rat với con này Noma, nhưng con này đang rat 1. Rat 1 thì chưa thích lắm. Sao có quả này, có quả bán thần này, con già này cũng ulti sớm này. Con già ulti nít ulti khá là sớm này. Ổn này em. Choáng phát, ok luôn. Tầm này khỏe lắm. Tầm mấy tướng mình khỏe, đồ cũng khỏe. Khi đôi này khi cũng tốt đấy nhỉ, đôi này khi tốt cả Noman ấy, đôi Hindu với cả giá Xyz này đầu game, kiểu đúng khỏe luôn đấy, cái này cho Hindu khi ulti luôn ấy, 80, 25,
65 gần. Chứ cho con floor thì cho floor cũng được mà hơi thấy hơi phí. Đây là floor. Bao giờ bỏ Noman nhé, mình không chơi Noman nữa. Giữ thêm một con thú nữa. Chắc mình nhìn nhau là good girl officer. Du cũng tuy đẹp này. À, thương. Với giáp gai kia hơn 2 tên thì đúng 1.000 anh em. Xe ni nhỏ. Cho con ấy nít này ulti được luôn này. Để cho con floor cũng ulti được luôn nhưng mà thôi để Gindu tiếp đi. Shall I compare thee to a summer's day? Đi thái khỏe đấy. Con tị tiểu. Đã đu. Thôi chẳng chơi Senel đâu anh em ơi. Rồng thì thực ra cũng không chơi rồng lắm nhỉ. Thay tướng này không sao. Này chơi rồng thì cần cái thương thôi anh em, nếu có thương mình khả năng cứ đắp chơi rồng được nhé, làm trận hạng ám thú cũng được. Trận chuỗi thắng mình đang khá là ok này. Già 2 này, teo này, con này ulti luôn đúng không? Thế con này tanh ở đây. Uden ulti sau mong chưa Uden lên đây. Ok, khá là ổn. Chưa có quả Crest anh em ơi, có quả Crest nữa thì ngon. Trông thấy con giả 2 này cũng gánh phết nha. Giả 2 đầu game gánh. Ôi trời ơi. Nhiều lúc nhá mình chả hiểu sao đánh chuỗi thắng mà đồ nó vẫn đẹp. Tiếp này có một cái không công bằng nữa như thế. Thế này cảm giác nó sai sai ở gì. Kiểu gì. Mà này nhiều thương thế. Anh thương 2 bên à. Kiểu lẽ ra chuỗi thắng rồi thì anh em đồ xấu xấu thì một tí được. Được chuỗi thắng vừa đồ đẹp nó game bị khó cho người chơi quá. Những người chơi mà kiểu bét bảng ấy, mà đồ xấu ấy. Đồ xấu. Theo đồ cũng tạm tạm mà cũng gọi xấu hơn mình. Ôi cái floor xin đôi này, ngon đấy. Bị thắng mình ấy nhỉ. Theo công ty được phát nữa không? Ôi, mạnh thế,
Khỏe thế nhỉ? Lại thắng mình rồi. Tụi này ulti được phát là ngon này. Ôi, cái bạn này khỏe gớm thế, Đan ơi. Đan ơi, Đan à. Hai ngọc đại à. Hai bạn Đan này ghét thế nhở. Đan đánh gớm à, quả đấy pro đầu nó còn xin đôi nữa. Sợ thật. Nhưng mà hai ngọc đại rồi chắc con rồng này... thôi nhỉ. Muốn chờ một thương nữa nhưng mà chờ một thương nữa hơi sợ hơi khó. Bây giờ bạn đang đâu này bạn xiên quá cho mình đi vào lòng đất quá giờ ra đấy. Đang thật là mất chuỗi thắng của mình em. Đan ơi là Đan ơi. Ok nào bây giờ còn là mình đối mặt bạn Đan một phát nhé. Phòng bạn ấy xuống bạn ấy chơi mình tiếp. Rất là đáng sợ. Sẽ chơi kiểu này đi. Đối mặt với bạn ấy liền. Ok chưa? Chỗ chưa? Chỗ chưa? Đại kia ném cho Gindu, ném cho già cũng được. Già con Gindu cũng ngon. Đây luôn nhỉ. Không vội lắm nhỉ. Chưa vội lắm. Đứng sát nhau này. Ui, Gindu con tìm quả đẹp thế. Đây là con già, nhìn con già ở đây con tìm đẹp. Già con tìm con Gindu. The city is my home. I never had a sad baby. You know wrong, I can feel good for you. Knowing you're right, I'm wrong. I wanna make it so badly. I'm a million dollar baby. Don't at me. Hell nah. Sắp phải bỏ nó Gindu với là cái thằng dãi đi nhé. Trận này không đánh dãi xin đôi rồi. Đau là quá. Lâu thì đẹp này. Lâu thì được hai phát ấy. Gindu tìm một phát nữa. Không kịp. Lâu thì vẫn đẹp này. Ok, này đi được rồi. PC không cần lên 2 lắm nhỉ, nhưng mà lên một chút chắc nó không sao. Chỗ cho gác tướng khác đánh nữa. Dòng tiếp. Keo đứng giữa ngon hơn em. No change, no change. No can lose in my head. No city is mine. Thế bây giờ bạn Doom làm gì nhỉ? Sách thánh, Choi cũng được. Cờ Red à? Nó là mấy bạn bán thần này đi rồi này. Red vào này. Này bỏ ra này. Và cho mình thêm một cung này. City is my magic pervades. Bây giờ nhá, mình sẽ chờ nốt pha này đi. Mình sẽ chờ nốt pha này xong rồi mình xem mình ra tướng gì thì mình chơi tiếp nhé. Bởi vì mình đang phân vân giữa đánh hắc ám hay không. Mặc dù cũng hơi khó đánh hắc ám thật. Nhưng mà nếu mà chơi được thì cũng hơi muốn chơi đấy. Gì cũng tì đẹp nhờ. Dòng thổi đẹp nhờ.
lâu rồi không đánh hắc ám với cả thú anh biết. Ra một cái thương hay ra một cái gì đâu. Không ra rồi. Thế thì thôi đánh kia thôi nhá. Sống teo lên 9 luôn em. Tìm lên 9 luôn, Silica một con. Malok đâu nhỉ? Malok còn bao nhiêu con? 10 con, thoải mái. Thoải mái anh em ơi, tâm mình đang khá là khỏe đây. Mình cứ chơi kiểu này đi. Nhiều tiền anh em ơi, rất nhiều tiền. Nên chín sớm được. Này sẽ tướng kỳ. Tướng kỳ thật. Lo xiên. Chết con này sống dâu trai dài đấy. Xiên. Này tí mình ném cho con Malok một cái này. Này cho Malok luôn. Ba đồ này cho Malok này, bốn đồ này cho Malok luôn được. Này cho con cát được, chúng con sẽ thánh. Ừ, ok. Crash. 8 phát sau lên được ấy, nhưng mà mình muốn lên không nhỉ? Thắng năng mấy chuỗi thắng 5 người, thế khả năng phát sau mình lên nhé. Quy này hơi hơi sáng đấy. Thương bắt đáy. Thương bắt đáy. Thên, thên này không sợ. Rồng. Rồng này thì thổi ở đây à? Thì con rồng này sẽ thổi ở treo góc này. Cũng thổi chéo mình à, thôi không sao, chéo chéo mình tí một tí cũng được. Chấp nhận thôi. Đây, ôi phải ulti đẹp này. Một đường thẳng luôn. Ui giời ơi. Được đấy bạn ơi. Có quả con cát kia hơi khó giết thôi. Chắc chịu con cát kia rồi. Rồi ngắm vào con cát mất rồi. Nhà này khỏe quá, nhà này đã có đi rắp rồi. Đi rắp trợ thủ các thứ. Thế thì mất chỗ thắng rồi thì khả năng mình lại roll chậm chậm đấy nhá. Hay là mình roll lên lên 9 luôn nhỉ. 9 ra tướng luôn nhỉ. Mất một con. Thì roll chậm nhá anh em nhá. Chậm một chút nhá, đi lấy một con thì cũng được. Cần thiết lắm. Cần thiết lắm. Mình luôn đi. Chậm chậm gì. I will see my destiny to the end. Mình chưa cho vào được thì con phân cắt. Cho hai vào nhưng mà nó phải là một tướng nó quan trọng. Ôi trời ơi, bạn này thua điên. Bạn này điên. Sao nào, hắc ám. Nhà hắc ám. Nhà này hắc ám, mới có mang lốc. Ok. Mà tiếc thay mình không lấy thánh đồ chỗ này em ơi. Quả này xếp kỳ thật đấy. Còn này chắc bạn ấy phải để con Alice đứng sang một bên trái một chút đấy nhỉ. Bạn này lag hay sao nhỉ? Anh 20 vàng. Không lag đâu, bạn ấy cố tình để thế. Không hiểu. Bạn để thế teo mình ulti đẹp quá, hai con teo ulti đồ đẹp. Thêm một tướng nữa được thì mình khả năng mình thêm một con thên không? Nếu mà mình không chơi teo trận này mình thêm con thên không? Thời ra vừa nãy lấy cái cảnh sát thủ cũng được nhỉ. Cái chí mạng này làm gì không biết. Không kích được sát thủ à, không kích được cái hệ sát thủ. Nó không có thêm chí mạng thôi nhưng mà có cái trò bay xuống dưới cũng ngon nhỉ. Trò bay xuống dưới quan trọng phết đấy chứ. Tao lấy cảnh sát thủ nha anh em. Còn đánh hơi lỗi một chút. Bắt đầu hết tướng rồi đánh rồi. Đánh gì đó. Quét nhầm tem theo kia.
những cái đấy rồi. Balog chưa cho vào được, con này Silica cầm ngọc đại. Đâu rồi? Ê, đâu rồi bạn ơi? Đây. Flo. Khá khỏe anh em ấy. Anh chơi cho Silica trận này nhỉ? Mình có hai ngọc đại mà. Ê, bạn cũng đau phết, có chí mạng. Ô, hay là làm một tí Silica để không có kích hệ pháo thủ thôi, nhưng mà bắn ok đấy chứ. Đi Silica ma tộc. Uy tín đấy. Anh em ơi, được đấy. Một chút được đấy, mình cần sách thánh. Rất cần vách thánh. Cho con teo đi. Gì bỏ con floor đi nhỉ. Cát đâu rồi. Nếu là không mua teo nhá anh em nhá. Chúng ta không được mua teo trận này nhá. Không mua teo. Con teo này cầm máu hơn. Hơi tốn tiền. Ok nha. Không cho vào được, thiếu ma tộc. Cái sắp chờ một chút anh em ấy. Silica vẫn gánh được. Tin tưởng bọn này Silica gánh được. Mẹ bọn này chưa đau lắm này. Xong floor đến bây giờ nó vẫn gánh nhỉ. Con floor 2 mà bây giờ nó đam nó vẫn to hơn Silica 2 rồi nhỉ. Tầm này là lết game lắm rồi đấy anh em. Game lỗi không nhỉ? Lỗi thật đấy. Chơi tầm này rồi. Không mua teo 2 nhá. Lily không cần. Thên cũng ngon đấy. Trông nó kỳ kỳ sao anh em. Thế này vào. Xong rồi đồ thì cho nó lâu à. Này đi. Tạm thời thế này nhá. Này bỏ vào. Thêm gánh đam bằng Silica với cả Malok anh em. Malok gánh đam bên kia. Tanh bên kia luôn. Còn Crash mình tanh bên này xong rồi. Malok không nhìn thấy phát cuối. Mãi anh chết một cát như vậy. CDK này được cái thần công xong rồi nó ngoảo, nó ngỏ mà anh em. Không ok lắm nhỉ. Vẫn đang khỏe nhưng mà sao con cát đâu cứ ra teo nè. Cát thì không thấy đâu. Thêm bỏ thêm đi, không chơi thêm. Đem một lốc. Hey, mọi người hết con cát nhỉ? Có con nữa. Làm sao được ta? Quả nữa Silica mình chưa có truy hồn anh em ơi. Lấy khổ. Quả Gaia hơi phí cho con Silica, mình ném Gaia cho con khác đi. Chứ con Silica cầm đấy nó hơi phí đồ. Mặt đại thôi, xong rồi nó hơi khó chết. Thì nó đứng tít dưới ấy, xong rồi. Chưa cầm được truy hồn hay gì, quan trọng là sao mà ấy đâu nhở? Con cắt đâu nhở? Chờ đợi lâu phết rồi đấy chứ. Around me.
Si thì cũng sắp bỏ. Thú đi. Cái pha này chắc mình sẽ lấy dồn hết sức lấy con cát nhé. Thêm một sót tướng mình thêm con mình không có. Và mình sẽ roll hết sức lấy con cát thôi. CDK2 nữa này. Phải điên, phải điên. Teo này vào đây. Sau thú ba ma, ok. Bọn cát này, ma lốc này. Bọn cát này. Thương này, đúng không? Tí. Ê, cả nó lên được CK3 ấy nhỉ? Mình muốn thử một quả CDK3 xem sức mạnh nó như thế nào anh em. CDK3 này khó chết thật. Chết rồi, mình nhỡ thắng thì sao nhỉ? Chết rồi. Ô chết rồi. Nhỡ thắng mất rồi. Ôi chết rồi anh em ơi. Chết rồi, tự thắng mất rồi. À chưa 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 may quá may quá may quá may quá truy hồn một chút nhá, chưa một chút truy hồn nhá. Đây pha này mình lên được CK3 này sẽ dễ lên được không? Động mà một giây một phần cứng này, ok này đi một khả năng là không có Celica 3 cho chúng ta hôm nay rồi anh em ơi, vít chúng ta sẽ thiếu sót một chút mất rồi. Ai dạ ơi, thôi đành vậy thôi anh em, đành vậy thôi. À chứ chắc chắc mình chắc thì mình đã thắng được bạn này nhỉ, nếu mình thua bạn này sao không được anh em, mình bắn đau quá, cả bắn 40.000 đam rồi mà lốc cũng không chết được, khó thắng mình lắm, không thắng được, không thắng được, nhưng mà không có Surikaba, tiếc thế mà lốc 3 thôi à, Surika 2, ai giỏi, đó là mình đã kết thúc rồi, mà anh em thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Đánh với bạn Dan Snow bọn này rank tiếng Anh nên là cộng hơi ít anh em. Ok bye bye.